Hôm nay Nội thất Sava sẽ giới thiệu với các bạn một video hướng dẫn set up không gian cạnh cửa sổ cực chiêu. Tất cả mọi người đều có thể áp dụng. Đầu tiên ta sẽ thấy cửa sổ của căn phòng này khá đơn điệu và không mấy ấn tượng. Đa số mọi người đều để cửa sổ như vậy và rất ít người trang trí nó. Bây giờ mình sẽ thêm cho nó vài bức tranh và thêm đèn rọi cho lung linh và đặt vài chiếc tủ vào. Thêm cho nó nệm gối nếu muốn nằm ở đây để đọc sách và ngắm nhìn không gian bên ngoài. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị cho mình một không gian cực kỳ đẹp cạnh cửa sổ. Link mua hàng mình để bên dưới phần mô tả video và phần bình luận. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ cho mình nha. Hãy like video nếu bạn thích và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ Nội thất Sava. Đây là phần link nằm dưới phần bình luận và mô tả video dành cho những bạn có nhu cầu mua. Ở đây mình có thể lựa chọn kiểu dáng và kích thước để phù hợp với không gian của mình nhất. Sau khi chọn xong, các bạn nhấn vào mua ngay và đăng nhập. Có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc Google đều được.